tăng ni Phật tử có cái duyên trong đời này là được gặp gỡ chánh pháp, gặp gỡ hòa thượng và được cộng sự với hòa thượng trong các hoạt sinh hoạt Phật sự liên hệ. Với cái ân đức đó, tấm lòng của tất cả chư tăng, chư ni cũng như Phật tử thành kính cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Tổ hộ trì hòa thượng luôn luôn được sức khỏe an khang và mỗi năm đạo lực hòa thượng luôn luôn tăng trưởng để làm mãi mãi là cái bóng mát để cho chư tăng, chư ni, Phật tử tự nhiên được hầu cận cộng sự hòa thượng để phục vụ cho đạo Phật chúng sinh. Một lần nữa tất cả chư tăng, chư ni thành tâm kính tội hòa thượng. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi nghĩ là trong kiếp này được gặp hòa thượng Pháp Thân để chung lo cái phục sự của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Có thể nói là cái người mà cộng tác với tôi lâu dài nhất ở trong số tất cả các kể từ khi giáo hội chúng ta mới thành lập. Kế đó là tất cả các anh em hầu hết là học trò từ khóa 1. Thì tôi cầu mong là chúng ta chung sức, chung lòng để mà xây dựng thành công cái ngôi nhà giáo hội chúng ta và cái giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta vững mạnh. Tuy là cái thời gian từ đây về sau á, thì chắc chắn anh em nó cũng có nhiều cái khó khăn, rồi có thể nói là khủng hoảng về lãnh đạo hay qua thỉnh chú trọng có nhiều quá dài. Rồi kế đó thì các vị mà trực tiếp với hòa thượng có nhiều mặt đó mà chắc chắn là các anh em trẻ chúng ta không bằng lòng, nhưng mà khi không bằng lòng chúng ta cũng không được quyền bỏ giáo hội, mà chúng ta phải tìm mọi cách với cái trí tuệ của người con Phật để làm sao mà hóa giải được hết tất cả những cái sự mà không bằng lòng đó để chung lo với giáo hội chúng ta được phát triển. Kính bạch Hòa Thượng Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội, trưởng ban trị sự Thành học Phật giáo Viện chủ Tổ Đình Ánh Quang, Viện chủ Quê Nghiêm, chủ trì, chúng con xin được đã lao cho quý hòa thượng, thượng tọa, thường trực ban trị sự Giáo hội thành phố cũng như đại diện cho tăng chúng Tổ Đình Ánh Quang, xin được đầu lời dâng lên khánh tế chúc mừng hòa thượng. Hôm nay là ngày vui mừng, ngày hoan hỷ, chúng con thay lời toàn thể đại chúng tăng ni và Phật tử Tổ Đình Năng Quang, thượng trực ban trị sự chư tôn đức dâng lên lời cầu nguyện và chúc họ ngài được vô lượng an lạc, vô lượng phước tuệ. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta tu hạnh Phổ Hiền cho đến ngày mùng 8 tháng Chạp là ngày vía thành đạo của Đức Phật Thích Ca thì chúng ta hoàn kinh. Năm nay đó thầy đổi lại là bữa rằm mình bắt đầu mình khai kinh mình tu. Tức là đạo tràng chúng ta nữa thì nó gồm có miền Nam lấy cái chùa Quy Nghiêm chúng ta làm bổn bộ. Miền Bắc thì chúng ta lấy cái chùa Linh Tiên của Hòa Thượng Bảo Nghiêm làm bổn bộ của phía Bắc. Cho nên cái ngày mùng 8 tháng Chạp Hoàng Kinh thì thầy phải ra ở ngoài Bắc để làm lễ Hoàng Kinh. Vì vậy đó mà chúng ta khai là ở phía Nam mà chúng ta hoàng là ở phía Bắc. Cho nên đó là thầy phải khai kinh sớm. Thì tới mùng 7 thầy phải ra Bắc rồi. Thì chúng ta cũng vẫn đủ 21 ngày tu. Thì trong cái khoảng thời gian tu ở đây thì đạo tràng của chúng ta đó, thì được quy định là ở trong cái tuần lễ thứ nhất chúng ta chuyên sám hối để cho nó tiêu nghiệp. Qua cái tuần thứ hai đó là ta thọ trì kinh bốn môn. Và qua tới cái tuần thứ ba đó là chúng ta thọ trì kinh Bát Đại Nhân Giác. Đó là cái quy trình của chúng ta từ trước tới giờ thì đều làm như thế. Nhưng mà mỗi một giai đoạn tu thì nó có khác nhau. Cho nên cái giai đoạn đầu, tức là ở trong cái thập niên từ năm 1975 mà cho tới 85, đó là cái giai đoạn thứ nhất là đạo tràng chúng ta nó phát triển. Nên khi mà phát triển thì bây giờ đó ta gọi là đi tới đâu đó thì phải đánh trống Pháp. Đánh trống Pháp tức là đánh trống. Rồi kế đó đó là thổi loa Pháp. Rồi thứ ba đó là dương cờ Pháp. Thứ tư đó là diễn đại Pháp. Cho nên cái giai đoạn đầu này nó là đạo tràng chúng ta đó là cứ đi tới đâu đó thì có trống, có kèn, có cờ, có biển. Mà làm cho trời người đều phát tâm. Tại vì người ta thấy lạ cho nên người ta mới tập hợp tới. Người ta mới nghe Pháp, rồi người ta mới hiểu đạo, người ta tu. Cái đó là cái giai đoạn thứ nhất. Qua cái giai đoạn thứ hai đó, chúng ta dài, tức là từ cái thập niên mà 85 cho đến 2005. Như vậy là chúng ta trải qua 20 năm, tức là đạo tràng phát triển. Tức là phát triển mạnh là từ miền Nam, Mũi Cà Mau, mà đi ra tới miền Bắc, Móng Cái. Thì như vậy đó là chúng ta có trên 100 cái đạo tràng tu theo Kinh Pháp Hoa. Đây là cái giai đoạn 2. Nhưng mà trên 100 cái đạo tràng tu theo Pháp Hoa như vậy đó, đạo tràng nhiều và chúng càng đông, thì cái vấn đề tổ chức nó lại phức tạp hơn. Cho nên cái thời kỳ này người ta gọi cái thời kỳ phát triển mà nó lại mang cái tính cách là phức tạp. Thấy bề ngoài đó thì đông, nhưng mà cái người đó thực tu đó thì ít. Cho nên cái kết quả đó thì phần lớn là không có. Cho nên bây giờ đó là chúng ta đi vào cái thời kỳ thứ ba, tức là thời cuối của Kinh Pháp Hoa, gọi là bổn môn. Cho nên cái dự kiến của Thầy là từ năm 2005 cho tới năm 2015, tức là 10 năm. 10 năm chúng ta gom lại để chúng ta tu cho có kết quả. Cho nên gom lại cái gì? Tức là trong Kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó là tới thời kỳ của Kinh Pháp Hoa thì lúc bây giờ đó gạn lọc chỉ còn giữ lại hạt chắc, nhưng mà không giữ lại cành lá. Tức là cái bề rộng đó chúng ta giảm, nhưng mà chúng ta phát quy cái bề sâu của nó. Cho nên năm 2006 thì chúng ta mới bắt đầu xây dựng được cái chùa Quy Nghiêm này. Cái chùa Quy Nghiêm này nó được xây dựng làm cái bổn bộ của Đạo Tràng Pháp Hoa. Và đây là cái trung tâm truyền bá Kinh Pháp Hoa bổn môn. Tức là Kinh Pháp Hoa bổn môn. Bổn môn có nghĩa là cái phần cốt lõi của Kinh. Cho nên từ năm 2006 mà cho tới năm nay là 2013, cái thập niên của chúng ta đó là tới năm 2015, 16 thì chúng ta gọi là kết thúc cái giai đoạn 3. Thì trong cái giai đoạn này đó là chúng ta gạn lọc. Tức là gạn lọc là sao? Theo cái lời nguyện của Thầy, nếu mà ai có nhân duyên với Kinh Pháp Hoa bổn môn, ai mà tu quyết tâm cho có kết quả, lấy cái mục tiêu của mình là phấn đấu để thành Phật, thì những người đó Phật khiến tới. Còn những người nào mà ham vui và tới đây đó gây cái sự xáo trộn của sinh hoạt đạo tràng nữa, thì nhờ hai cái vị kim cang mật tích đằng trước chùa này đuổi đi. Thầy không đuổi, nhưng mà hai cái vị đứng đằng trước chùa đó là sẽ đuổi đi. Thì cái chỗ này là cái bổn bộ của đạo tràng. Bổn bộ chỗ này đó, thì nếu mà nhìn bề ngoài đó, người ta nói đây là một cái ngôi chùa, một cái ngôi chùa lớn, đó là bổn bộ. Nhưng mà đối với Kinh Pháp Hoa của chúng ta đó, bổn bộ tức là bổn tâm của chúng ta, tức là bản tâm của chúng ta đó. Bản bộ là bản tâm chúng ta. Cho nên xây dựng cái ngôi chùa, cốt của nó là ngôi chùa tâm linh, chứ không phải ngôi chùa vật chất. Tức là từ cái tâm thanh tịnh mà hiện ra cái ngôi chùa vật chất trang nghiêm. Đức Phật dạy hãy tâm thanh tịnh thì cảnh giới thanh tịnh theo. Cho nên cái chùa Quy Nghiêm này là xây dựng trên cái căn bản tâm thanh tịnh của người trì Kinh Pháp Hoa. Do đó nó tạo nên một cái cảnh giới thanh tịnh của chùa Quy Nghiêm chúng ta. Nên chọn cái tên là Quy Nghiêm, nó cũng có cái ý nghĩa của nó. Gần thì ở đây là đất của Tổ đình Quy Nghiêm. Hơn 100 năm trước, Hòa Thượng Hồng Tín tới đây mua cái khu đất này để xây dựng chùa. Nhưng mà vì chiến tranh cho nên không có làm được. Tới cái thời của Thầy á, thì Thầy phát nguyện xây ở đây một cái ngôi chùa. Cho nên vẫn lấy cái tên chùa đây nên là chùa Quy Nghiêm. Gốc của nó từ trên Tổ đình Quy Nghiêm mà có nên cái chùa này. Xa hơn một chút á, là lấy cái bộ Kinh Quy Nghiêm làm tông chỉ tu hành của chúng ta. Nhưng bộ Kinh Hoa Nghiêm là gì? Tức là bộ kinh mà Đức Phật nói ở trong thiền định. Tên Đức Phật nói trong yên lặng. Cho nên lúc đó nó bảo rằng có người nghe, nhưng mà ai tâm thanh tịnh thì nghe, ai tâm loạn động thì không nghe. Đó là bộ kinh mà Đức Phật thuyết ở Bồ Đề Đạo Tràng khi Ngài thành đạo. Cho nên 21 ngày Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm thì có Bồ Tát đông như vi trần tới nghe. Còn tất cả tứ chúng là không có. Cho nên lúc bây giờ đó người ta mới nhìn, ta thấy Đức Phật ngồi có một mình thôi. Nhưng mà thực ra đó thì có Bồ Tát đông như vi trần. Cho nên xây dựng cái chùa Quy Nghiêm này có nghĩa là xây dựng một cái ngôi chùa tâm linh, một cái ngôi chùa đó mà yên lặng. Yên lặng, nhắm mắt lại thì chúng ta thấy được ngôi chùa tâm linh đó. Còn mở mắt ra thì nó là một chùa thường thôi. Nên ngôi chùa này xây dựng nó khác hơn các ngôi chùa khác. Đây là cái trên bước đường tu. Tại nên từ dưới đất mà lên tới đây của mình đây đó là có 5 tầng. Tầng này tầng thứ 5 này. Tại dưới đất tầng 1 đó là gì? Cái tầng đó nó để cho các Phật tử mình tập hợp lại, nghỉ ngơi và ăn uống. Đến cái tầng thứ 2 đó là để cho chư Tăng. Đến cái tầng thứ 3 đó là Pháp đường để chúng ta nghe Pháp. Cái tầng thứ 4 đó là thờ các vị Thánh A La Hán. Tầng thứ 5 ở đây đó là thờ Đức Phật, bổn môn của chúng ta. Mà từ một đức bổn môn này mà có 6.000 đức hóa Phật ở chung quanh chúng ta. Đây là cái chỗ bổn bộ đạo tràng ta đặt ngay đây. Cho nên lên tới đây nữa thì buộc tất cả các Phật tử phải hoàn toàn giữ tâm cho thanh tịnh, tuyệt đối không nói chuyện, không có được mở điện thoại di động, không có được xách hành lý theo. Chỉ có cái tâm của mình đi vào đây. Đây là cái chỗ tu. Cho nên ở trên cái phiến đá lớn ở chỗ tượng đài Đản Sanh đó, thầy có viết 4 câu mà tất cả các Phật tử ai tới đều nhìn 4 cái câu đó để biết cái tông chỉ của chùa Quy Nghiêm đó. Thành 4 cái câu mà ở trên cục đá bên kia. 4 câu gì? Câu thứ nhất là yên lặng vào pháp giới, tức là giữ cho cái thế giới này nó hoàn toàn yên tĩnh, cảnh vật yên tĩnh, tâm yên tĩnh, thì như vậy nó đưa cái tâm chúng ta vào pháp giới, tức là đi vào pháp giới, đi vào chùa Quy Nghiêm chúng ta đi. Vào để làm gì? Đảnh lễ Đức Tỳ Lô. Đây Đức Tỳ Lô Gia Na là pháp thân của Phật ngồi trước mặt quý vị đó. Cho nên những người có cái tâm yên lặng, thanh tịnh, khi mà họ bước vào đây đó, họ nhìn lên cái tượng đó, họ có cái cảm giác như là Đức Phật sống đang ngồi đó và Đức Phật đang nhìn mình. Có người thì thưa với thầy đó, sao con thấy Đức Phật nhìn con thấy Đức Phật mỉm cười, con thấy Đức Phật chớp mắt. Ở đây biết gì nhìn có ai thấy vậy không? Thấy Đức Phật nhìn mình, thấy Đức Phật mỉm cười, thấy Đức Phật chớp mắt, thấy không? Theo từng cái tâm niệm của mình đó. Cái nghĩa là đảnh lễ Đức Tỳ Lô là như vậy. Còn nếu mà cái người không giữ được cái tâm thanh tịnh, không đi vào pháp giới được, thì tới đây họ nhìn thấy cái tượng cũng như bao nhiêu cái tượng khác. Cho nên chùa ở đâu cũng có, tượng ở đâu cũng có, nhưng mà mỗi nơi mỗi khác, tùy theo cái tâm của người tu hành thấy khác nhau. Cho nên khi mà chúng ta thấy Đức Phật nhìn ta, thấy Đức Phật mỉm cười với ta, phải không? Thì sao? Ta mới đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật đó là Đức Phật Pháp Thân Tỳ Lô Gia Na. Đức Phật đó là Đức Phật đang che chở cho ta, Đức Phật hộ niệm cho chúng ta. Nên trên bước đường tu chúng ta nó có thể vượt được hết tất cả pháp. Thì khi mà ta đảnh lễ Đức Tỳ Lô Gia Na nữa thì ba nghiệp liền thanh tịnh, tức là thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh thì cái thế giới ta bà này biến mất, mà cái tịnh độ của Đức Phật hiện ra. Cho nên đây là bổn bộ của đạo tràng, đây là tịnh độ của các vị Bồ Tát. Vì vậy đó mà khi đi vào đây đó ta lọc, nhưng hãy tạp chúng vào đó, thì không thể nào làm cho thanh tịnh được. Cho nên cái nguyên tắc đó, đi vào cái chùa Quy Nghiêm này đó, cái điều thứ nhất đó, là thầy bắt buộc đó, là phải giữ yên lặng. Tất cả những cái máy móc thiết bị bỏ hết, đồ hành trang bỏ hết, chỉ còn lại có cái tâm thôi. Từ chỗ đó mới đi vào pháp giới, mới đảnh lễ được Đức Tỳ Lô Gia Na, ba nghiệp mình mới thanh tịnh, thì thế giới này trở thành là thanh tịnh. Cái câu cuối là chắp tay niệm Nam Mô. Thì quý vị muốn niệm Nam Mô thì... Cho nên nếu mà chúng ta niệm Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Gia Na Phật, người ta thấy Đức Phật này ta niệm. Hay là lúc bây giờ đó, ta nhìn lên đây ta thấy có Đức Phật và chung quanh có nhiều Đức Phật, thì ta niệm là Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hay là ta hình dung ra, ta ngồi ở giữa đây, chung quanh ta là Phật, là Bồ Tát. Cho nên cái thế giới này tạo cho chúng ta có một cái thế giới yên ổn để ta tu hành. Thế nên tất cả những cái người mà đủ duyên được về đây bằng cái tâm thanh tịnh đảnh lễ được Đức Phật thì đó là cái điều tốt. Nhưng mà có những người đó không về đây được, nhưng mà các vị hướng tâm về chùa Quy Nghiêm, hướng tâm về Đức Tỳ Lô Giá Na, hướng tâm về thế giới thanh tịnh của chư Phật, thì lúc bây giờ chúng ta cũng nhận được cái sự hộ niệm của chư Phật, tâm chúng ta cũng được thanh tịnh. Thì như vậy đó là chúng ta đi vào ở trong cái thế giới mà của chư Phật. Cho nên ở đây là cố thể nghiệm cái giai đoạn 3 là giai đoạn thanh tịnh. Thành ai vào đây tu đó thì phải giữ cái tâm cho thanh tịnh, chứ không có loạn động như trước nữa. Có người thưa với thầy đó, nếu mà thầy làm như vậy đó thì con sợ không có ai tới chùa hết. Nhưng mà những người thưa như vậy đó, bữa nay họ tới đây họ nhìn họ thấy Phật tử chúng ta đông như thế này, thì chắc họ nghĩ rằng cái hiểu của họ là không đúng. Mà sự thật đó là cái hiểu của họ không đúng, vì hiểu theo thế gian. Tại vì cái khi đó, mà chúng ta tạo một cái thế giới thanh tịnh, thì những người thật tu, những người muốn được thanh tịnh thì những người ta tới. Đương nhiên những người ham vui không tới thôi. Những người ham vui người ta đi tìm chỗ khác. Còn những người muốn được thanh tịnh, muốn thấy chư Phật thì đương nhiên người ta tìm tới. Cho nên đó, tất cả các Phật tử mà có duyên, hôm nay đó mình làm lễ khai kinh để mở đầu cho một cái mùa tu gia hành của mình, thì các vị nên suy nghĩ. Những người nào nữa mà có điều kiện về chùa được, tức là về đây được, thì một tuần 3 buổi, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật, vào khoảng 5 giờ chiều thì thầy có thuyết kinh, và 6 giờ nữa thì chúng ta tụng kinh. Còn nếu hai các vị mà không về đây được ở nhà, nhưng mà hướng tâm về cái bổn bộ này, tức là nghĩ đây là một cái thế giới thanh tịnh, cho nên thân chúng ta ở nhà nhưng mà tâm chúng ta nó đem đặt vào trong cái thế giới thanh tịnh, cái tịnh độ này đó, thì cũng coi như là chúng ta thâm nhập vào đạo tràng này. Cho nên Khi mà Đức Phật thuyết Pháp ở Bồ Đề Đạo Tràng thì bây giờ đó chúng ta thấy có một mình Đức Phật ngồi ở dưới cội Bồ Đề thôi, đâu thấy ai. Nhưng mà Đức Phật nói là có tới Bồ Tát đông như vi trần. Đông như vi trần, đây là Bồ Tát tâm. Tức là Bồ Tát tâm, cho nên cái tâm của mình nhỏ thì không có gì nhỏ bằng, mà lớn thì cũng không có cái gì lớn bằng nó. Cho nên nếu mà quý vị ngồi đây đó, mà quý vị phóng tâm lên pháp giới đó, thì tâm chúng ta bao trùm hết cả pháp giới. Cái tâm đó lạ lắm. Ta đã ngồi đây nữa, mà bây giờ đó thầy nghĩ tới Bồ Đề Đạo Tràng nữa, thì cái tâm mình liền tới Bồ Đề Đạo Tràng. Thầy nghĩ tới núi Linh Thú nữa, thì tâm mình liền tới Linh Thú. Mà nghĩ tới Câu Thi Na đây thì liền thấy cái chỗ Đức Phật nhập diệt. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cái tâm nó rất là linh hoạt. Cho nên hôm nay chúng ta dự cái lễ khai kinh này rồi, để quý vị về sau này không tới đây được đó, thì ở nhà chúng ta nghĩ về cái chùa này đó, thì tâm chúng ta tới đây. Mà làm được như vậy đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta nghe Pháp, ta nghe bằng cái tâm. Tụng kinh cũng tụng bằng cái tâm. Ta đã nghe Pháp cũng bằng tâm, tụng kinh cũng bằng tâm, lễ Phật cũng bằng tâm đó. Thì đây ta tu theo bổn môn này. Tu theo bổn môn này. Tức là bổn môn, tức là bổn tâm chúng ta là chính. Cho nên có người nữa thì đi theo thầy rất lâu, nhưng mà bộ kinh bổn môn bảy phẩm như vậy thuộc không nổi. Mà tới xin thầy nữa để thọ nâu, phải không? Thầy nói xấu hổ quá đi. 7 phẩm kinh Pháp Hoa bổn môn mà không thuộc được mà đòi thọ nâu, xấu hổ. Các vị có nghĩ vậy không? Thế nên có những người đó, người ta mới tới đây, người ta mới quy y thôi, nhưng mà người ta tụng thuộc lòng được được 7 phẩm. 7 phẩm kinh Pháp Hoa này. Còn mình đi theo thầy nó là 10 năm, 20 năm. Con theo thầy 30 năm rồi mà con chưa được thọ ý nâu. Thầy hỏi thuộc kinh chưa? Nó chưa. Chưa. Đây, cho nên cái trường hợp đó các vị đã suy nghĩ. Tại sao vậy? Là tại vì ta đi chùa, ta tụng kinh, ta lại Phật là cái hình thức, nhưng mà cái tâm chúng ta chưa có. Cái tâm chúng ta không đi chùa, cái tâm chúng ta không lại Phật, cái tâm chúng ta không tụng kinh, phải không? Chứ nếu mà chúng ta tụng kinh bằng cái tâm đó, thì ta sẽ thuộc liền lập tức. Kinh nghiệm tu của thầy là như vậy. Cho nên cái khi thầy mới đi vô chùa, thầy mới đi vô chùa nữa, gọi là chưa tu, nhưng mà nghe người ta tụng kinh thì thầy thuộc. Mà thuộc hồi đó là thầy thuộc cái kinh Phổ Môn mà bằng chữ Nho. Cho nên cái ông thầy tụng kinh, ông tụng nhiều lần rồi mà không thuộc. Bây giờ thầy mới nghe ông tụng, thầy thuộc đi. Thì bây giờ ông mới nói với thầy đó, ông nói là con có căn tu đó, thôi tu đi. Tại chỉ nghe một lần mà thầy tụng thế này được. Chứ tại sao vậy? Cái này đó, ở trong kinh Pháp Hoa người ta gọi là có căn lành. Có trồng căn lành ở Phật quá khứ, hay nói một cách khác là trong quá khứ đã từng tu rồi. Trong quá khứ đã từng tu rồi, trong quá khứ đã từng tụng rồi, cho nên bây giờ nghe một cái là nhớ liền lập tức. Thì cái này nghe bằng cái gì? Nghe bằng lỗ tai không? Ta nên nghe bằng lỗ tai, nhưng mà lại từ cái lỗ tai này nó đưa vào trong ý thức. Nó đánh thức cái tâm chúng ta vậy, cho nên tất cả cái gì có sẵn ở trong tiềm thức, cái này hiện ra. Cái này căn lành là những cái người có căn lành, có căn tu. Nếu mà cái tâm chúng ta được yên tĩnh thì lúc bây giờ để chúng ta nghe kinh thì tất cả những cái kinh này nó được đưa vào trong lòng chúng ta nhé. Ta đã có những người nghe nhưng mà không đưa vào lòng. Ta đã nghe tụng kinh nhưng mà cái tâm chúng ta đang nghĩ cái chuyện gì khác, cho nên có nghe nhưng mà không thể nào nhớ được, không thể nào hiểu được. Nó có nghe mà không biết nghe cái gì. Thành ra Ngài Trí Giả Đại Sư đang bảo cái người đó nó nghe được ngôn ngữ nhưng mà không nghe được pháp âm. Thành ra tất cả các Phật tử nhận. Thành ra nghe ngôn ngữ nhưng mà không nghe pháp âm. Còn ở trong cái lúc các vị Bồ Tát ngồi yên lặng, không nghe ai nói gì hết, nhưng mà là nghe được cái pháp âm của Đức Phật. Thành ra không nghe ngôn ngữ mà nghe được pháp âm thì cái này là Bồ Tát. Nghe ngôn ngữ và suy nghĩ chứng ngộ được pháp âm của Đức Phật là Thanh Văn. Thành ra trên cái bước đường tu của chúng ta đó, các vị trải nghiệm rồi sẽ thấy. Có một đạo hữu tới thưa với Thầy, bảo rằng từ cái bữa quy y ở chùa Quy Nghiêm này về nhà nữa, sau lúc nào đó con cũng nghe trong lỗ tai mình nữa, nghe trong lỗ tai mình đó, cái tiếng niệm Phật. Có người mà nói với con đó, như vậy ông coi chừng bị điên, phải không? Tức bây giờ nghe lùng bùng ở trong lỗ tai mình như là có ai niệm Phật đó, ai tụng kinh, phải không? Thành ra đạo hữu này mới tới thưa với Thầy, nói bây giờ làm sao Thầy? Tại vì người ta khuyên biểu đi bác sĩ tâm thần, thế đi chùa rồi giờ điên rồi, lúc nào cũng nghe, yên lặng cũng nghe. Thầy mới bảo là cái trường hợp theo Thầy nghĩ là anh có một cái căn lành đời trước, cho nên nghe yên lặng ngồi một mình mà nghe đó là gì? Tức là nghe kinh từ ở trong tâm mình đó, nó vọng trở ra. Tại ở đây đó, mình nghe nó có hai mặt đó. Mình nghe bên ngoài đem vô, nhưng mà còn mình nghe từ ở bên trong đưa ra nữa. Đây các vị, cái mạt na thức của mình đó, là nó tiếp thu từ bên trong đưa ra, từ ở trong a la gia thức, trong tiềm thức mình đã đưa ra. Cho nên các vị nếu mà khi ngồi yên lặng thì thường thường cái gì trong quá khứ nó hiện ra, trong tiềm thức mình hiện ra. Do đó mà ta bảo là những người lớn tuổi, những người già đó là hay nhớ những chuyện xưa, phải không? Tại nên những người già, những người rỗi rảnh rồi đó thì hay nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia. Nhớ cái này đâu ra? Tức là từ trong tiềm thức mình nó ra. Ở trong tiềm thức của mình nó có sẵn trong đó, nó bây giờ ở ngoài không đưa vô nữa thì tự nhiên ở trong nó ra. Do đó mà yên lặng để chúng ta nghe đó thì trường hợp chúng ta nghe lại trong tiềm thức mình. Nghe lại ở trong tiềm thức mình, tức là nghe lại ở trong tâm mình, hay là nghe lại ở trong quá khứ của mình. Thì nghe như vậy đó, nếu người nào đời trước đã từng tu rồi đó, như trường hợp của Thầy, thì lúc bây giờ hãy yên lặng là Thầy nghe kinh. Thầy nói yên lặng Thầy nghe kinh, do đó cho nên Thầy thuộc kinh rất là dễ. Còn tất cả các vị nếu mà cái quá khứ của mình đó, nó đau buồn, nó đen tối, nó tội lỗi, thì cái trường hợp đó khi ngồi yên trở lại đó, tất cả những cái này nhớ ra. Cho nên đó, có những người họ lỡ làm tất cả những cái tội ác rồi nữa, bây giờ lớn tuổi một chút, ngồi yên một cái đó, tự nhiên quá khứ hiện ra. Cho nên nhiều khi ngủ thì trong quá khứ hiện ra, cho nên có những cái ác mộng, tức là nằm mơ, tức là thấy những cái điều ác, điều xấu. Cái này là đâu? Từ ở trong tâm mình ra. Thành ra cái đó mình đã quân tập trong quá khứ, cho nên bây giờ nó ra. Những người này đó Thì khi mà quý vị tu trong cái mùa Gia Hạnh này nữa, thì Ngài Trí Giả Đại Sư khuyên chúng ta nên cố gắng tụng kinh và lại Phật, nhưng mà phải nhiếp tâm trở lại, luôn luôn lúc nào để tâm, đừng có nghĩ bất cứ một chuyện gì khác hết. Đấy. Cho nên nếu mà chúng ta làm như vậy đó, cái này nó mang thánh cách đó, thiệt ra là dồn ép, đè nén, nhưng mà bắt buộc chúng ta phải làm vậy thôi. Tức là đem Pháp vào ở trong lòng chúng ta, đem Pháp vào, đưa vào. Cái người mà không có căn lành đưa vô khó lắm. Thành ra nghe nhưng mà mình không tiếp thu được. Đó là trên bước tượng, nhưng mà ép nó vô. Nhưng mà Pháp đưa lọt vào trong tâm mình rồi đó, thì lúc bây giờ đó, chính cái Pháp này nó có khả năng là tẩy cái trần tâm mình, tức là rửa cái tội lỗi của mình. Đây là trên bước đường tu. Phải cố gắng siêng năng, đem vô càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó. Đem Phật vào lòng, đem hình ảnh Phật vào lòng, đem cái hồng danh của Phật vào lòng của mình. Thì lúc bây giờ đó mình nghĩ, thì lúc bây giờ Phật hiện ra. Thầy hồi nhỏ tu thầy hay thực tập cái này. Nên lúc nào thầy cũng để cái tượng Phật trước mặt mình hết. Thầy đang ngồi nhìn chăm chú, nhìn tập trung lại nhìn, để từ từ đem vô. Cho nên đem vô lòng mình, để sẵn trong lòng mình đó. Rồi cái khi mà gặp khó khăn, gặp nguy hiểm thì sao? Tức là Phật có sẵn trong này hiện ra. Đấy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh Phổ Môn, thầy còn nhớ có một câu thế này. Cái trường hợp khi mà mình có sức tập trung cao về Bồ Tát Quan Âm á, thì khi mình gặp tai nạn thì Đức Quan Thế Âm này đã từ trong tâm mình hiện ra, cho nên mình mới được Đức Quan Thế Âm cứu. Khi mà mình đem hình ảnh Đức Phật để vào lòng mình, rồi khi gặp tai nạn, gặp khó khăn, gặp nguy hiểm thì Đức Phật từ trong lòng mình xuất hiện ra cứu mình. Thành ra hồi ban đầu đó thì thầy có ý nghĩ thì bây giờ mình đem Phật để trong lòng, rồi cái khi mà mình gặp tai nạn đó, Phật ở trong lòng mình chạy ra ngoài cứu mình, phải không? Hồi nhỏ thì nghĩ như vậy, cho nên cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật. Nhưng mà nhờ như vậy đó, rồi cũng được Phật cứu thiệt. Sau này lớn lên đó, thầy hiểu nó khác đi một chút, hiểu khác hơn sao? Tại vì mỗi ngày mình đem Phật mình để vào trong lòng mình đó. Cho nên trong lòng mình lúc nào cũng có Phật. Cho nên trong lòng mình có Phật, cho nên nó hiện ra cái lời nói mình có Phật, ra cái hành động mình đó, của Phật đó. Cái này đã bảo là Phật hiện ra, không phải là Phật mà nhảy ra ngoài đứng đó cứu mình phải, nhưng mà hiện ra trong toàn thân mình đó. Cho nên hiện ra trong lời nói của mình, hiện ra trong cái cử chỉ của mình, hiện ra trong lòng của mình. Cho nên tất cả những cái người chung quanh họ nhìn, họ thấy mình là họ thấy Quan Âm, họ thấy Phật Bà. Họ thấy thân mình, họ nghĩ là Phật Bà. Họ nghe mình nói, họ nghĩ là Phật Bà. Cho nên từ chỗ đó mà cái tâm ác của họ nó biến mất đi, họ liền tử tế với mình. Đây là gọi là Phật cứu. Đó là trên bước đường tu. Nên có những người khác nữa, người ta nói là khi mà mình niệm Phật thuần như vậy đó, rồi khi gặp tai nạn đó, thì Phật hiện ra cứu. Hỏi hiện ở đâu? Nó con thấy Phật hiện ở trên mây thầy. Có người nói con thấy Phật hiện trên biển, phải không? Tại sao Phật hiện lên trên mây hay Phật hiện lên biển? Có không? Có. Tại nên người mà không có căn lành, không có niềm tin thì nói là không có. Nhưng mà thầy nó có. Tại nên ít nhất là có với cái người niệm Phật đó, có với cái người mà tin Phật đó. Còn người không tin, không niệm thì không có được. Tại cái này thầy trải nghiệm rồi, thầy thấy rồi. Tại nên khi mà mình niệm Phật mà thuần rồi đó, cái tâm mình thuần rồi đó. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nó nhìn đâu không thấy Phật hết. Người ta nhìn mây bay, nếu mà quý vị nhìn cái áng mây bay trên trời đó, mà ở trong cái tâm mình tưởng cái gì đó đó thì áng mây này sẽ hiện ra cái đó. Cho nên mình nhìn cái áng mây mà mình nghĩ đây là ác quỷ thì cái trường hợp ác quỷ hiện ra. Mà mình nhìn áng mây mình nghĩ đây là Đức Phật thì Đức Phật hiện ra. Cho nên nhìn mây cũng thấy Phật, nhìn núi cũng thấy Phật nữa. Cái này đã thường thầy hay nhìn thấy như vậy. Có nhiều khi thầy nhìn trên trời như vậy, thấy cụm mây, mà nhìn cụm mây đó, lúc đó tâm tưởng thầy đang nghĩ về thế giới cực lạc. Cho nên thầy mới thấy Đức Phật A Di Đà, thầy thấy Đức Quan Âm, thấy Đức Thế Chí và thấy thánh chúng. Mà hãy khi đó thầy tụng kinh Pháp Hoa, thầy nghĩ tới hội Pháp Hoa thì thầy thấy một dải núi hiện ra Đức Phật ngồi thuyết pháp thánh chúng nghe. Đây là Phật từ ở trong tâm mình hiện ra, cho nên mình nghĩ là đó là Phật thì nhất định đó Phật hiện ra. Đây là ở trên cái bước đường tu đó quý vị, nên cân nhắc đó nên mình hiểu, có thể nghiệm với tất cả tấm lòng của mình đó, thì đương nhiên mình có kết quả đó. Mà cái kết quả thực nhất là ta biến thành Phật Quan Âm, ta biến thành Phật Thích Ca, ta biến thành Phật Di Đà, là nếu tâm chúng ta nghĩ về các vị này, do cái công đức đem vào. Thì trong cái mùa tu gia hạnh này nữa, thì tất cả quý vị nên cố gắng nỗ lực mà mình thực tập, để rồi để mình được một phần nào đó làm hành trang cho những cái ngày tới chúng ta tu, hay là cho tới cái ngày mà chúng ta từ giã cuộc đời này nữa, ta đi vào thế giới Phật. Như vậy nó không uổng cái công phu của mình. Thì thầy có mấy cái điều thầy nhắc như vậy đó, để cho tất cả các Phật tử suy nghĩ mà áp dụng vào ở trong cái mùa tu gia hạnh. Cái việc thứ hai nữa đó, là hồi năm 12 đó, đầu năm 12 đó, thầy có lập cái đàn dược sư ở đây. Đàn dược sư thì người ta về đây cũng đông. Tại cái lần đầu đó mình tổ chức đó, nó chưa có được tốt, cho nên một số các cái đèn mà quý vị thỉnh về đó, cái đèn này đó người ta đúc bằng bô ly, cho nên nó thôi đem về để đó mình kỷ niệm mình thờ thôi, chứ đừng bỏ đèn cày vô đốt nữa. Đốt thì bình thường không sao, mà có nhiều hồi nó nóng lên nó cháy đó, thì có thể gây hỏa hoạn. Đừng đốt cái đèn lên nữa. Tại sao thầy nói như vậy? Là vì cái kỳ lễ đó, đó mình có để đèn chung quanh đây hết, chỗ nào không có đèn hết. Cho nên có một cây đèn bị cháy ở đằng sau Đức Phật mình, bị cháy hổm xuống một lỗ. Mà đây may phước là không bị hỏa hoạn, mình phát hiện kịp mình dập ra. Cho nên tất cả các cái đèn đó thầy nhắc là thôi đừng đốt nữa. Nên bây giờ lần này nữa là thầy có thỉnh về nữa, tất cả những cái đèn này đó, nó bằng thủy tinh nhập về, cho nên nó mang cái tính cách an toàn cao. Thì tất cả các vị đó, nếu mà ai có nghĩ rằng mình sẽ tham gia vào cái đàn dược sư cho cái năm 14 tới này nè, thì mình thỉnh một cái đèn. Một cái đèn đó, đèn này mình gọi đèn bổn mạng của mình. Cho nên đem về, thỉnh về trước, rồi tới cái bữa mà dự lễ đó, mình mang lên đây, mình đốt, mình cầm đèn đó để mình đi kinh hành. Cho nên cái đèn này thì thầy nghĩ là bảo đảm nó không bị cháy, đem về để ở nhà đốt được. Tại vì mấy bữa rày đó thầy thử thí nghiệm đốt không bị hư, không bị cháy được. Cho nên tất cả các vị đó, nếu mà ai muốn thỉnh đèn bổn mạng đó, thì mình thỉnh trước, rồi tới cái bữa lễ đó thì mình tự cầm tới. Mình tự cầm tới cái đèn này đó để mà mình đốt, để mà mình cầu nguyện trong cái mùa dược sư của mình. Đèn của ai nấy giữ, cũng như hồn ai nấy giữ, bổn mạng ai nấy giữ. Thì như vậy đó thì mình được an toàn ở trong một năm của mình. Thì thầy cầu mong tất cả các Phật tử chúng ta đều được an lạc ở trong cái mùa tu gia hạnh này. Và xin tất cả quý vị đứng dậy để hồi hướng.